Hai, hôm nay là tháng 6, 28. Mình muốn quay cây ổi này nè. Mình ở miền Bắc Cali. Recommend là mình có thể trồng trong chậu được nè. Trong chậu chỉ có bao nhiêu thôi. Mình trồng cây ổi cho nó lớn như vậy nè. Hiện tại thì nó đang, hồi last year thì nó có 9, 9 trái. Nhưng mà this year thì bông nó nhiều hơn, cũng được mấy chục bông á. Bây giờ thì nó đang nở bông nè. Right here. Thấy không? Được hai bông trên đó, cái này nở ra rồi, bây giờ thì nó đang thành trái nè, trái nó cũng nhỏ nhỏ đây đó. Ở dưới này nữa. Cái cây này á, thì mình mới vừa được mình cắt cành hồi cách đây 2-3 ngày, mình cắt bớt cho nó không có hút dinh dưỡng những cái cành mà không có cần thiết, thì cho nó có đủ nắng, nó vô nó quang hợp cho cây thì được tốt hơn. Còn cây nhánh ở dưới đây thì mình mới vừa chiết khoảng chừng được mình nghĩ chắc khoảng 4 ngày á. Đây rồi kìa. Mình chiết 4 ngày. And then đây bông nữa nè. Bông đó. Bông ở đây nữa. Ở đây cũng là 2 bông. Bên đây thì trái nó ra rồi. Đây cũng được 2 bông nữa. Thường thường nó ra một cái nhánh như vậy, cây này á, ra một cái nhánh gì thì được 2 bông trên, với 1 bông dưới là 3 bông. Thì mình cũng hạn chế, không có muốn bông nhiều quá, trên một nhánh thì nó không có trái, nó không có to. Còn cái bông ở dưới này thì 1 bông thôi, xăm tha 1 bông. Giống ổi này là giống ổi Việt Nam, của bà dì mình, dì Bảy mình cho em từ hột qua đây, xong rồi ương rồi nhân giống ra. Đây là cái nó đã ra bông rồi mà nó ra trái luôn rồi. Còn ở trên này thì được 2 trái đấy. Đó. Ở đây có bông nữa nè. Nó cũng không có đại dày đặc, nhưng mà nó lai rai. Anh em bông đây nữa. Trong bông ở trên đây nữa. Đây, bông trái ra. Rồi 2 cái bông bên ngó nữa. Đó. Đây một cái bông nữa. Thì sofa cũng được mấy chục bông. Bông đây nữa. Đang nở ra. Một nhánh nó 3 bông. Ở trên đó nữa, nhưng mà cao quá mình không nhìn thấy không. Bên đây nữa nè. Đó. Đây là chút chia sẻ với mọi người. Ok, bye bye.